Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì trước mắt anh em là một cái màn hình trống, chỉ có game và game, không có gì hết trơn đúng không? Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những anh em nào mà không biết phát ID của iPhone hay này nọ. Cái này là cái phần mềm rất là tiện luôn. Nó có hai cái lợi ích cho anh em mình. Thứ nhất á, là nó sẽ giúp cho game mượt hơn, không bị lắc ở trong máy, ở trong trong game. Đó, cái thứ hai là nó có thể phát ID mình, phát ID cho mình luôn. Đâu, bây giờ mình sẽ vô mình cho anh em xem cái từ khóa để vô cái game này. Đó là SBEECN. Nó như là cái ứng dụng mình đang xài ở trên cái màn hình mình đây. Anh em thấy không? SBED, anh em cứ gõ gan vậy trên cái CH Play hoặc là cái cửa hàng App Store của anh em là nó ra gan vậy á. Sau khi nó ra xong rồi mấy ông cứ cài đặt bình thường, mấy cái vô bình thường. Vô bấm bấm ok và ok theo, cứ ok thôi. Sau khi xong thì mấy ông sẽ mở lên như vậy. Đó, nó sẽ ok thì nó sẽ cho mình chạy ẩn. Anh em thấy không, phần mình đang chạy ẩn nè. Mấy ông đừng tắt đi nha, cứ để gần vậy. Đừng có tắt đi luôn. Rồi bắt đầu thoát ra ngoài để cho nó chạy ẩn gần vậy nha. Nó vẫn đang chạy ẩn như đây nè. Không tắt nha. Đó, sau khi đó anh em cứ tải game về xong rồi đừng có giải nén. Sau khi mở cái phần mềm này lên bắt đầu anh em mới bắt đầu giải nén nè. Giải nén game bình thường. Đó. Và cái đó là trong quá trình giải nén thôi nha. Còn ông nào mà kiểu như trong cái quá trình mà muốn chơi game mà không bị lắc á, đã giải nén rồi hay tải rồi nhưng mà đang lắc á, hoặc là bị đen màn hình mà đen đứng, tôi nói thiệt có nhiều máy, hiện tại cái máy tôi vẫn đang bị, tôi đang xài cái A95 của Apple nè, tôi đen màn hình một cái mấy ông tin không, để 4 tiếng đồng hồ sau nó vẫn đen, nó đen hoài luôn, đen không lót á, là nghĩa là đứng hoài luôn á. Còn khi mà anh em tải phần mềm này về rồi, mở cái phần mềm nó lên, bắt đầu bật cái game này lên, không bao giờ bị đen màn hình, tôi hứa với em luôn, không bao giờ bị đen màn hình. Đó, như em thấy thì hiện tại tôi đang vô bình thường đây, không bao giờ bị lắc luôn, vô game chơi thoải mái luôn, bao lắc. Ông nào lắc thì tôi chỉ cho một cách nữa, bỏ 5 triệu hay 10 triệu ra mua cái máy chơi cho nó chắc kẹo. Đó, em thấy không, bây giờ là tôi vô là đi là bao lắc luôn. Tôi sẽ vô tôi quýnh BK một game cho mấy ông coi coi nó bị đơ gì không. Hôm nay tôi không có trên bảng xếp hạng, tôi quýnh đại ông nào đi, ông nào cũng được chứ ạ. Vô quốc đại ông nha, nhất thử ông cấp 111 lực chiến 800 triệu Việt Nam top đó. Vô quýnh đại luôn nè, ông nào ông cãi ông tôi không quan tâm ông lại nhân một cước một kìa. Đi là xong rồi, rồi. Mình có cái con tay thi anh em, không ngán mấy con thủy kính này đâu. Chết mẹ, ổng cũng có con tay thi à? Em không thấy con tay thi không, đâu có ngán mấy thủy kính này đâu. Em Long Dịch thủy kính này không có tuổi tác gì mà em thấy có lắc đơ gì không? Không bao giờ, không bao giờ bị đơ thì bị lắc gì cả. Có sấy thì nó sấy rất là nhanh. Anh em nhìn kỹ đi, nó mỗi lần nó sấy vô trận đấu rất là nhanh. Bình thường mình sấy cả buổi đúng không? Nếu mà bị lắc mình sấy cả buổi, con này sấy rất là nhanh thôi. Nè anh em nhìn kỹ con tiểu kiều quân Cam Linh nó sấy ngay chỗ này đó. Nó sấy hai phát là vô liền, cho nên phần mềm này rất là tiện lợi luôn. Tôi mà biết được rồi, tôi thấy mấy ông thấy tôi làm clip không nào, ít khi nào bị lắc lắm. Hồi đó thì nó dự án nó đơ đơ, ông mày chết với tôi. Trời, ông tưởng tấp trên là ông ngon hả? Hả? Ông tưởng tấp trên là ông ngon, trời ơi. Tấp chơi thì tấp chơi chứ bây giờ mình test đó BBK sương sương thôi nè. Bây giờ mình sẽ qua bên ải nè, tôi thử có bị ải bị đơ đơ lắc lắc đứng đứng hình hình không nha. Bắt đầu nè, vô đơ lắc gì không, mình thấy vẫn hoạt động bình thường đúng không, sao đỡ được, đỡ làm sao được. Rồi thì mình cũng vừa giới thiệu cho anh em xong cái phần mềm phát ID. Nó có hai lợi, là thứ nhất là phát ID, thứ hai nữa là giúp cho game chúng ta chạy rất là mượt. Đó, cũng mong là anh em tải xong về chơi cũng đỡ bị lắc, chứ bữa giờ nhiều anh em bị lắc đồ này kia nhiều quá. Thì tôi tải phần mềm này về là tôi chơi nó không bao giờ bị lắc luôn. Anh em nhớ kỹ tên cái phần mềm này nha. SBEECN. Đó, SBE rồi, hoặc là mấy ông cứ bấm ngừng lại xong rồi gõ ra chữ xong rồi ấy cũng dễ thôi, hoặc là tôi có thể trên tiêu đề đó, mấy ông cứ bấm vô cái tiêu đề, copy cái tiêu đề xong đem qua CH Play hoặc là cái App Store tải về và ấy thôi.
Tôi biết cái kinh nghiệm vậy, tôi chia sẻ cho mấy ông liền để mấy ông không có bị gọi là bị lắc đứng, tình trạng bị lắc đứng nó bị rất là bực mình đó mấy ông thấy không. Xong khi là rất là mượt. Ở video này kết thúc tại đây luôn nha anh em, cảm ơn em đã theo dõi video này của mình, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo, chúc anh em xem video vui vẻ nha, bye bye.